Xin chào anh em, mình là Duy Phạm và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Laptop AZ. Và trong vài năm gần đây thì các hãng laptop cạnh tranh rất nhiều về cấu hình, về tản nhiệt và đặc biệt là về tính năng. Và những cái tính năng tiêu biểu nhất như là màn hình tần số quét cao thì ở năm nay Lenovo đã cho chúng ta một sản phẩm với mức giá rất chỉ rẻ thôi mà có màn hình tần số quét cao. Và không những màn hình tần số quét cao mà phổ màu lại còn rất là đẹp nữa, khiến cho anh em chúng ta rất là băn khoăn là không biết là phổ màu màn hình đẹp hơn thì có trải nghiệm chơi game tốt hơn hay không, hay là rất là nhiều yếu tố khác nữa. Thì hôm nay mình sẽ giải quyết cho anh em về hai cái vấn đề. Đầu tiên là về màn hình đẹp có thực sự tốt hơn hay không, và thứ hai là về cấu hình của CPU Ryzen 5 hay là Ryzen 7. Thế anh em phải thấy đấy, ở hiện tại thì có rất là nhiều những mẫu laptop gaming sử dụng CPU AMD. Thì trên cạnh mình đây là chiếc Lenovo Legion 5 sử dụng Ryzen 5 và một chiếc sử dụng Ryzen 7. Và anh em có băn khoăn về hai vấn đề này không, là vấn đề màn hình và vấn đề hiệu năng của CPU, thì trong video này mình sẽ chia sẻ anh em về hai vấn đề này nhé. Và anh em đừng quên có thể tham khảo hai mẫu máy này tại cửa hàng Laptop AZ với mã giảm giá AZ300. Chi tiết chương trình và link sản phẩm của hai sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo. Và bây giờ thì mình muốn bắt đầu vào vấn đề đầu tiên luôn, là vấn đề về màn hình. Đầu tiên, cái vấn đề về màn hình thì điểm khác nhau thì anh em thể thấy đấy, là mình đã cầm một chiếc SpiderX Elite đo về hai màn hình này. Thì thông số anh em thể thấy ở trên hình là màn hình sử dụng 144Hz thì có phổ màu tốt hơn là khoảng 94% hoặc 96% sRGB. Độ sáng là 300 nit và độ size màu theo mình đánh giá khá là thấp. Còn màn hình 120Hz trên chiếc máy ở đây thì có phổ màu khoảng 64% sRGB, độ sáng là khoảng 270 nit. Và nói chung là về màn hình của chiếc máy này thì về thông số thì có vẻ là hơi bị yếu thế hơn so với màn hình 144Hz. Và cách trải nghiệm thực sự của mình về cái chất lượng hiển thị màu sắc trên hai chiếc máy này thì sao? Thì mình thấy là màn hình 144Hz thì đương nhiên có một cái màn hình chất lượng sử dụng là tươi tắn hơn, nhìn nó nổi khối hơn và nhìn nó nói chung là nó nhìn rất đẹp hơn. Đương nhiên rồi, chúng ta phải bỏ ra một số tiền nho nhỏ nữa để anh em có một màn hình như này. Thì màn hình 120Hz thì sao? Liệu là màu sắc thì có kém hơn hay không? Thì mình thấy là nó có phần hơi nhợt nhạt một chút, hoặc là có phần hơi bị bệt màu một chút. Nhưng có thể nói là rõ ràng màn hình 120Hz này mà với một người sử dụng bình thường như là mình thì mình thấy là sự chênh lệch này nó không quá là khác nhau. Đặc biệt là trong cái trải nghiệm chơi game nữa thì về cái độ sáng của hai màn hình này cũng khá là tương đương. Nên để nói cá nhân mình mà mình thấy được hai sự khác biệt ấy thì mình không thấy được quá nhiều. Và rất nhiều anh em cũng đã thấy được cái sự khác biệt của hai màn hình này. Và nếu anh em thấy đáng thì đương nhiên rồi, mình khuyến khích cho anh em là sử dụng màn hình 144Hz phổ màu cao. Còn với cá nhân mình, với mức giá chênh lệch khoảng 1 triệu đồng mà mình đã tham khảo rất nhiều thị trường như là US hay là Thái Lan hay là kể cả Việt Nam, thì mức giá chênh lệch mặc dù là cùng cấu hình nhưng mà chỉ khác mỗi màn hình thôi, chênh lệch sẽ vào khoảng hơn 1 triệu, thậm chí là 2 đến 3 triệu tùy vào thời điểm các bạn xem vào video. Thì với cá nhân mình nhá, 1 đến 2 đến 3 triệu là một số tiền theo mình đánh giá là khá lớn, và mình có thể dùng số tiền đó để nâng cấp RAM, SSD hay là mua bàn phím và chuột. Cái này thì để cho anh em tự quyết định thôi. Màn hình đẹp thì đương nhiên đẹp hơn, nhưng mà cái tiết kiệm chi phí cũng là một điểm khá là hay nữa. Và những cái điểm giống nhau của hai màn hình này theo mình thấy là rất nhiều anh em đã bỏ sót. Đầu tiên là hai màn hình này đều có tần số quét cao, một chiếc là 144, một chiếc là 120. Và với một người sử dụng bình thường như mình thì mình thấy là nó cũng chả khác nhau lắm. Thực sự mà nói thì để anh em mắt cú vọ thực sự thì anh em nhìn thấy sự khác nhau. Còn với cá nhân mình thấy là nó đều mượt và đều nhanh và đều đáng số tiền các bạn bỏ ra. Về một điều nữa mà các bạn cũng đã quên mất là hai màn hình đều này là 15,6 inch Full HD IPS. Thế nên là về Full HD chẳng hạn thì màn hình này có cái độ sắc nét là rất là giống nhau, đều sắc nét và đều rất là tiêu chuẩn. Về IPS thì hai chiếc máy này đều có góc nhìn về màn hình cũng rất là tốt luôn, không hề bị thua xa một chút nào từ màn hình 120Hz cả. Vì vậy nên là cái sự chênh lệch này nó càng ngày càng nhỏ đi, và mình thấy là 144 này là 120, phổ màu cao hay phổ màu rộng nó là tùy thuộc vào ví tiền của anh em. Nếu mà ví tiền của anh em mà lấy chiếc máy mà màn hình 144Hz này nó hơi mặn một chút thì hoàn toàn 120Hz vẫn rất là tốt rồi. Mình thực sự là đánh giá cao màn hình 120Hz trên chiếc máy này. Về độ sáng cũng khá là đủ luôn, đúng không? Tóm lại thì 144 phổ màu đẹp hơn, nhìn nịnh mắt hơn, nhìn sướng hơn, làm đồ họa sẽ chính xác và màu sắc hơn. Còn 120Hz thì trải nghiệm cho ra vẫn chơi game mượt, nhanh, màu sắc vẫn được đảm bảo rất là tốt, nhưng mà sẽ không thể làm đồ họa tốt như màn hình 144Hz. Đó tổng kết về màn hình, thì cái này sẽ để cho ví tiền anh em quyết định thôi. Về cái vấn đề tiếp theo mình muốn bàn cập đến là vấn đề hôm nay là về hiệu năng của CPU Ryzen 5 và Ryzen 7 thế hệ thứ tư. Liệu là sự khác biệt của hai CPU này có khác nhau nhiều hay không? Về hai CPU này thì chúng ta có thông số phải gọi là tương đối là giống nhau đấy. Hai CPU đều là thế hệ thứ tư này, thế nên là chúng ta có tiến trình sản xuất là 7 nanomet cộng như nhau. Ngoài ra thì về kiến trúc cũng giống nhau luôn, đều là Gen 2. Cùng với đó là về thông số, về kỹ thuật thì sao?
Đầu tiên là Ryzen 5 có 6 x 12 luồng, còn Ryzen 7 có 8 x 16 luồng. Mức tỏa nhiệt đều là 45W. Và để công bằng nhất thì mình sẽ chơi một vài tựa game eSports để tận dụng tốt với cấu hình của những CPU này hơn. Tại vì game nặng thực sự mà nói thì hai chiếc máy này thực sự cũng không quá là chênh lệch đâu. Theo cái trải nghiệm cá nhân của mình, nó chênh lệch rất là ít thôi. Và về hai tựa game eSports thì anh em có thể thấy ở trên video đấy, là sự chênh lệch khá là rõ ràng. Mình sẽ không nhận xét quá nhiều về hiệu năng chơi game nữa. Và CPU thì chúng ta hay quan tâm đến cái việc khả năng làm đồ họa của hai CPU này thì sao? Thì mình sẽ thử qua Cinebench R15. Đây là một trình render 3D của Cinema 4D. Thì mình nhớ là phần mềm này sẽ giúp cho anh em dựng hình 3D này, dựng hình cả animation này, rất nhiều thứ rất là hay ho luôn. Thì mình dựng qua thì anh em thể thấy đấy, đúng như là văn mẫu thì Ryzen 7 làm tốt hơn Ryzen 5 là đương nhiên rồi. Và cái mức giá chênh lệch của Ryzen 7 nó cũng cao hơn khoảng 3 triệu mà, đúng không? Về một chút qua về cái làm hình 3D nữa thì mình cũng sử một chút qua sử dụng giường Blender, mình dựng hình một cái cốc nhẹ nhẹ thôi. Thì mình thấy là nó cũng vẫn làm được. Mà nếu nói thẳng ra là nếu trên môi trường học tập thì mình nghĩ là học tập thôi thì hai CPU này vẫn đáp ứng được rất là tốt. Chú ý là cả đồ họa của anh em có mạnh hơn hay không thôi. Về những cái app khác như là những app kỹ thuật cơ khí như là SolidWorks hay là CAD thì những cái app này đa phần tối ưu tốt cho 4 nhân. Có một ngoại lệ một chút là về AutoCAD. AutoCAD thực ra là một phần mềm mà nếu anh em chạy nặng một chút thì sẽ phải tốn khá nhiều nhân, nhiều luồng. Vì nhiệm vụ chính của chúng ta là ném tất cả những thứ từ thư viện vào trong liên tục. Vì vậy nên là hiệu nhân đa nhân càng tốt thì sẽ càng giúp cho anh em. Thế nên là Ryzen 7 sẽ là một sự lựa chọn đáng tin hơn rất là nhiều so với Ryzen 5 rồi, đúng không? Và tổng kết lại, với mức giá chênh khoảng 2 đến 3 triệu cho CPU Ryzen 5 và Ryzen 7 thì nó lại là câu chuyện của vật chất quyết định ý thức, thì đấy là vấn đề của anh em thôi. Về hiệu năng thì mình thấy là Ryzen 5 vẫn khá là tốt nếu mà so với Ryzen 7. Đương nhiên là Ryzen 7 vẫn mạnh hơn, nhưng mà Ryzen 5 thì vẫn rất là tốt. Thì anh em nghĩ sao về cấu hình của chiếc máy này thì hoàn toàn có thể comment ký cho anh em dưới phần bình luận nhé. Còn về những yếu tố khác trên chiếc Lenovo Legion 5 sử dụng Ryzen 5 này đi, mình sẽ để chiếc Lenovo Legion 5 Ryzen 7 này ra một góc. Ok, chiếc Lenovo Legion 5 mình đang có đây, sách tay từ thị trường Mỹ. Nhưng mỗi tội thị trường Mỹ này là Mỹ, Thái Lan, thế nên là bản phím RGB các kiểu đây có ký tự Thái Lan một chút. Tuy nhiên là cửa laptop Z sẽ là những bản US, không có cái phần Thái Lan này đâu, nên anh em không phải quá lo lắng. Về những yếu tố khác thì trên chiếc máy này, cái điểm duy nhất mình thấy khác biệt so với phiên bản Ryzen 7 mình thấy ở bên cạnh mình đây, thì thường là cái lớp phủ đây sẽ là cái lớp phủ cao su và sẽ để lại mồ hôi vân tay khá là nhiều. Còn nếu anh em mà không thích cái lớp này thì mình nghĩ là sẽ sang cái phiên bản chính hãng Việt Nam thì sẽ là tốt hơn. Còn lại những yếu tố khác về cổng kết nối, về màn hình hay là về chất lượng hiển thị hay là về bàn phím, touchpad, tất cả những yếu tố về thiết kế thì mình đã có một video đánh giá review chi tiết chiếc Lenovo Legion 5 rồi. Và phiên bản này gần như không có sự khác biệt thì anh em có thể tham khảo dưới phần comment hoặc là dưới phần bình luận của video nhé. Thì anh em nghĩ sao về chiếc Lenovo Legion 5 phiên bản Ryzen 5 này thì hoàn toàn có thể tham khảo tại cửa Lato Z với mã giảm giá Z300. Đặc biệt có rất nhiều mẫu máy sách tay hoặc là những máy ngoài outlet có mức giá ưu đãi hơn so với những phiên bản chính hãng. Thì mình nghĩ là những chiếc máy này sẽ tiết kiệm một phần chi phí của anh em bỏ ra để sở hữu chiếc Lenovo Legion 5 này. Và anh em nghĩ sao về chiếc Lenovo Legion 5 này thì hoàn toàn có thể comment dưới phần bình luận để bọn mình trao đổi và tham khảo nhé. Và bây giờ thì xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Và đừng quên like, subscribe, chia sẻ để bọn mình tiếp tục đánh giá những mẫu laptop của mình hot nữa nha. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.